ai nói còn người nắng hồi đánh độ cái gì phải không? Nghe Thịnh nói hồi đánh độ có hẹn rồi đó, chắc hồi chắc cũng quay ăn cơm nước rồi chiều quá. Ông gầy trên cái sân chủ cái vựa dây chai có đánh độ nhiều không? Đánh nhà nào nghĩ chứ. Cũng là gây 2 năm 10 20 ngàn thôi ha. Ờ. Bóng chạm tay trái ngoài điểm. Cho lên 1 ngoài. Quá tốt. Đập bóng tốt, điểm cho anh Thạnh 2-1. Điểm cho anh Thạnh 3-1. Điểm cho hơn 2-3. Khách não rồi. Điểm cho lên 3 quà. Vô. Điểm cho lên 4-3. Cái bóng chuyền mà giao mà ra ngoài nó quê mà nó làm sao đó. Ví dụ như một cái xe bóng thì mình cho phép mình được 2 trái thôi. Còn cái gì một xe bóng một người một phát mà ra ngoài 3-4 trái. Số 7 đó chắc là ngày nào quýnh chỉ về chung với em đó phải không? Ông nội trong đại đâu mà trời ơi, bác nội trời ơi, bác nội đi trời. Thằng dê chắc ngoài 30 cho ta. Điểm 6 ngoài.
30 cái gì? 30 gì? Điểm cho mạnh 76. Là biến nghe trời. Anh Hạnh điểm cho anh Lương 7 qua. Ở khu vực trên đây cái sân nào đánh độ lớn nhất? Không có hả? Đánh tiền đánh chơi này kia đi đâu bắt. Đập không tới. Cái là đánh độ mà có kèo hẹn này kia. Không biết ha. Cái gì này sân đó có hẹn à? Ở đâu? Chủ gì chai đấy ha. Hẹn ở đâu? Hẹn đó đó. Hẹn cái nào? Hẹn ở đó chứ. Là hẹn phe này đó, đây đó hả? À, ăn chảnh mà hẹn mà không biết quánh nhiều không hả, quánh ít vậy đó hả? Đập của ngoài điểm cho lên 9-8. Đặt con tốt điểm cho anh Hạnh 9 là. Là hẹn đó là hẹn dân ở đâu lại đây ha, trên nội trong vùng. Tức là cũng anh em đó không ha. Đợi có mạng điểm cho lên 10. 50 lên cái hai lâu nắm lên tay và bóng chạm tới ngoài điểm cho anh Thuận 11-10. Trời nói cho mát ngồi ra nắng thôi trời. Đặt bóng tốt điểm cho Lương 11-10. Phát về ngoài đó em nội. Trời ơi, nó mà lạng nha, dữ thật. Điểm cho anh Hạnh 11-10. Dễ chơi rồi, không có nhiệt tình, không có gỗ. Quá tốt rồi đó. Điểm cho anh Hạnh 11-12 qua. Điểm cho lên 13-12. Điểm cho bạn 13 qua. Bóng tốt điểm cho lên 14-13. Có
Điểm chân thành 14 qua. Ui, cái kênh của ông tên gì, YouTube tên gì? Volleyball này kia đó, em cứ vô mấy cái bóng chuyền của lớp vò này kia là có hả? Lớp vò cầu vòng cống này kia là có kênh hả? Ra ha. Ừ. Đây lên YouTube sập nhiều kênh lắm, đúng tên nha. Thì tức là em tìm trước là em tìm cái đề tựa của clip, cái video đó. Cái đề tựa thường là để cho bóng chuyền của lớp vò bóng chuỗi, là hiện giờ ghi bóng chuyền cầu vòng cống tại có sân gần cầu vòng cống đó. Mình vô đó thì mình sẽ thấy cái tên của cái YouTube. Cái tên của YouTube đó là cái tiêu đề của kênh là NTG Volleyball. Còn cái tiêu đề của clip là đa số là bóng chuyền cầu vòng cống, là chủ yếu cái câu đó là trước. Rồi sau đó có cái Ấn Độ hai ba sĩ năm chị không chịu vậy đó thì ghi thêm tiếp tục ai với ai nó thì cứ ghi, nhưng mà thường thường ghi bốn chuyện cây đồng cống là câu đầu tiên. Có ý cũng có độ mà cũng như là bốn chuyện độ bốn chuyện thường có thường thì mình để thường độ, mình để độ tại có bữa nó quýnh độ hoặc là quýnh bình thường tại cái sân đó ngày nào cũng quay vài clip chứ á, mà có bữa thì nó quýnh độ thì cũng có khi 300-400 cũng có, 500-600 cũng có, có bữa thì quýnh uống nước cũng có, mà cái nào cũng quay nhưng quay làm kỷ niệm mà. Rồi, 17, 15. Cái kênh này chủ yếu là chủ yếu là quay làm kỷ niệm chứ không có kiếm tiền, nên là quay giải nông dân đồ nhiều, không có quay cái giải mà sao. Mình quay sao là phải đi đây đi đó xa cực khổ lắm, chủ yếu là gần gần đi cho nó quay cho vui thôi. Không có bật kiếm tiền chứ cái mấy kênh này quýnh vậy đâu có ai đầu coi. Cái YouTube bây giờ là em muốn kiếm tiền là em phải quay những cái clip độc lạ hot đó, chứ còn hôm mà giáo dục chứ thể thao là mấy coi chứ ít xỉu à. Có cái thằng này hình như cũng trên kia phải không ta, thằng mà mắt hí này nè. Ừ, cũng trên sân đó cái gì phải không? Trên mắt thấy hí giống nhí ở dưới mà lắp giò cũng có thằng nhí hí vậy đó. Nó tài lé đó hả? Nó quýnh độ không? Quýnh độ với anh Giang là gì không? Thì tài lé là trên mạng mà sân Vĩnh Thanh này kia nó có nên có không ta? Thấy có để tài lé này kia đó. Vậy hả? Một bóng tố điểm trên mạng 19, 18. Khu vực Long An này có quánh đội Campuchia hoặc là ở trên sân Châu Đốc. Còn khu vực này không có ha, giờ này hơi xa biên giới rồi. Long An rồi đến miền Cam qua. Cam xuống Xuyên nè, miền Cam. Long Xuyên sân nào? Phú Hòa ha. Long Xuyên nè chứ. Còn cái Long Xuyên nè chứ không phải. Lý Hòa Hưng hả? Tức là cái đường chủ cầu chỗ này học chạy vào vô đó sao đó chứ không nè. Ô hỏi của người anh có cái này coi quánh này hả? Em hả? Em quánh hả? Có đây nè, quánh cho vô giải đây nè. Bữa nay nè. Ba đi đổ bầu. Còn ơi. Lại bầu ơi. Đẻ trời ơi. Rồi.
số ngoài điểm cho anh Thạnh 21 và hàng giò chắc là cao mét 85 quá ta. Ừ. Bỏ vậy. Các bóng hỏng điểm cho luôn 24, 23. Đặt bóng chạm tay trắng ra ngoài điểm cho anh Lương 25-24. Đập bóng tốt điểm cho anh Thạnh 25 và mua cho trắng có chưa Trọng ơi. Bỏ bóng tốt điểm cho anh Lương 26-25. Hay quá. Nè cái bóng. Đập bóng tốt điểm cho anh Lương 26-27-25. Hai đội hòa nhau, hai đội chúng ta thi đấu ngày thứ ba.